I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình sẽ là Connie đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video báo giá sushi mini em Sushita. Do là đợt hàng của mình cũng đập về rồi, mong là tất cả các bạn sẽ ủng hộ mình nhé. Thì như giờ trước khi vào video thì các bạn hãy ấn like và subscribe cho mình nhé. Còn nếu như muốn mua hàng thì nhìn trên mô tả hoặc là nhìn ở đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu báo giá sushi mini trước và sau đó sẽ báo giá Sushita nhé. Ok, vào thôi. Ok, do là mình cũng lười làm cái background ra nên là mọi người thông cảm nhá, xem như thế này nhá. Mình mong là mọi người sẽ thông cảm cho mình nhá. Còn nếu như mọi người chụp màn hình không kịp ấy thì mọi người có thể EP cho mình á, thì mình sẽ gửi ảnh cho các bạn khoanh lại nhá. Rồi, ok, thì bây giờ mình báo giá thôi. Trước khi vào video báo giá đi thì mình cũng nói luôn là tại sao mình lại báo giá như thế này, thì không phải là mình lười mà là do là mình cũng suy nghĩ một thời gian rồi. Mình nghĩ là nếu như mình báo giá bằng background thì nó quá là tầm thường đi, tại vì mình đã làm những cái báo giá đợt lần nào nó cũng như thế hết, nên là các bạn xem có thể các bạn rất là chán luôn. Nên là mình đã bài như thế này để mình báo giá cho nó nhanh và cũng sẽ làm cho video nóng hơn. Ok, thì bây giờ mình báo giá thật thôi. Ok, đầu tiên thì mình có những mẫu mà mình sẽ bán như những mẫu rẻ nhất tới đến mắc nhất nhá. Thì giá thì rất là hời nên là các bạn đừng có lo nhá. Thì đầu tiên là mình có mẫu cuốn nhỉ. Đây là cuốn nhá. Mình về tặng 3 bé luôn ý. Lúc đầu này mình không định về nhiều như thế đâu, nhưng mà người ta giao mình quá là nhiều đi. Ồ, để mình bắt nét mọi người ơi. Đấy, thì mình có hồng nè, xanh lá. Trời, đi họp mình bắt nét cực kỳ nét luôn ấy mọi người, hiểu sao? Hôm nay nó bắt nét cực kỳ nét luôn ấy. Và màu xanh dương nhá. Thì bây giá là 8.000 một những cái mẫu này nè. Đó, mọi người chụp mình hình và khoanh lại cho mình nhá. Ok. Báo giá xong thì mình sẽ để ra ngoài để tránh tình trạng mình báo giá lại lần hai ấy. Rồi, thì tiếp theo là mình đây, đầu mèo này. Đây. Trời ơi, bây giờ nó không bắt nét được. Chắc là tức. Trời ơi. Rồi. Thì đầu mèo thì mình có 2 xanh và 2 cam nhá. Ok, thì cam thì này rất là chậm tăng luôn, siêu luôn ấy. Này. À, chất bé này rất là tốt luôn mọi người ơi. Rồi 2 xanh đây. Đó. Xanh nhạt này. Thì bây giờ là 8.000 một bé đầu mèo như thế này nha mọi người. Đó. Rồi. Tiếp là mình có cái mẫu này nè. Đó. Mẫu này về được một em thôi nè. Siêu chậm tăng thì cũng bé này chỉ có rất là 7.000 thôi nha. Đó, 7.000 thôi. Bé Xmi cũng vậy, cũng mới rất là 7.000 thôi. Màu hồng này. Và màu cam nhá, 7.000 luôn. Thì cái độ chậm tăng thì mọi người có thể biết là nó không được siêu chậm tăng vì người cũng thấy là nó rất là mỏng vậy, nên mình cũng bán giá là 7.000 rồi. Rồi, tiếp là mình có cái mẫu này nè. Nắm cầu mưa à. Ui giời ơi. Cái tay mình nó có hơi mờ hôi một tí xíu ấy. Rồi, đây là nóng cầu mưa. Thì bây giờ là 8.000 nhá, chậm tăng lắm. Thì bánh macaron đi. Đây là bánh macaron này. Bánh macaron này bao nhiêu ta? Bánh macaron này là 8 luôn nè. Rồi, hai loại trái cây 8 luôn này. Đây mình có chuối. Chuối này và chanh nhá. Bây giờ là 8 luôn. Mình không biết là còn mẫu nào 8 không ta? Hình như là không còn mẫu 8 rồi đấy. Còn mình còn 2 mẫu bánh khói này. Đây, mình có bánh khói vàng, bánh khói hồng nhá. Cũng với đó là 8.000 một bánh khói nha mọi người chụp màn hình vậy nha. Rồi, tiếp theo là mình tới những mẫu 10.000 thì đây, mình có 10.000 này. Đó, siêu chậm tăng luôn mọi người ơi. Bé này về mà không mềm chậm tăng thì hòa lại luôn ấy. Bé này với là 10.000 này. Cái đầu con này, mình không biết là đầu con gì luôn, mình tạm thời gọi nó là con voi nhá. Thì đầu con voi này cũng với là 10.000 này. Đầu con mèo này cũng rất là 10.000, rất là mềm và chậm tan luôn. Đây, mình thấy là khá là nhiều bé màu vàng luôn đấy. Đây một con giỏ sò cũng rất là 10.000 này. Con chuối này là hàn còn đấy mọi người, cũng rất là 10.000 này. Đây. Hàn còn này, khế cũng rất là 10.000 luôn này. Theo mình có rùa, 10k luôn nhá. Cùa thì rất là chậm tan mọi người này, thấy không? Chứ không phải là cứng đâu. Rồi tiếp, đây mình có cái mọc đồng mèo này, nó rất là mềm luôn. Mình có 3 màu này. Ủa,
Ủa, đây. Đâu mình có hai màu thôi, màu xanh và màu vàng nhá. Chất này là chất loại 1 nha mọi người, rất là 10.000 thôi. Chất loại 1 này rất là hiếm luôn, rất là 10.000 thôi nè. Ôi, tiếp theo. Ở tiếp là gì nhỉ? Sao mình à đây. Mình có hai cái bé này cũng rất là 10.000. Thì sao nó rẻ nó như vậy thì mọi người có thể thấy là nó bị chóc này mọi người không? Không phải là chóc mà là nứt, nứt sơn ấy. Trời đất ơi, tôi tức cái điện thoại lắm luôn ấy. Đấy mọi người thấy không? Đó. Đó như thế. Nên là mình xem rất là 10.000 một con thôi nha mọi người. Đấy là 10k một con thôi, tại vì mình giá nhập cũng khá là cao ấy. Mình có xanh và hồng nhá. Mọi người chụp màn hình lại chỉ có 10k một con thôi đấy. Tiếp là mình có panda cánh vỡ có sô cô la bên trong. Cũng rất là 10.000 thì siêu chậm tan rồi. Cá này, cá này, cá này rất là hiếm luôn này. Cá này thì cũng rất là 10.000 luôn nha. Đây là nấm, nấm mèo, chứ không phải là nấm cầu mưa nữa. Thì nấm mèo này thì chất của nó hơi đặc một tí xíu. Nên là mình bán sale rất là 10.000 này. Nó 10.000 tiếp thì mình cứ lẹo lưỡi. Rồi, đầu thỏ đi, đầu thỏ đây là 12.000 nha mọi người. Bây giờ mình bóc trúng mẫu nào thì mình báo giá màu đó luôn. Đầu thỏ này là 12.000 này. Đó. Chất rất là bóng luôn. Mình có hai kem. Đồng giá là 15k một cái kem, mình có kem tuyết và kem tươi nhá. Rồi. Tiếp là mình có cái đậu hũ Galaxy này. Ồ. Đậu hũ Galaxy chất rất là khí luôn, với là 12.000. Thế này đi. Mình có hộp sữa này. Đó là mềm và chậm tan luôn. Thì hộp sữa này không có bị cứng đâu nha mọi người. Hộp sữa này với giá là 15k nhá. Bánh bao cũng 15k luôn. Em bao thì siêu chậm tan và nó rất là to luôn. Đây. Nè. Mặt thỏ nó to như thế này mà nó còn to hơn mặt thỏ nữa. Về tận hai bé luôn nè mọi người. Tha hồ mà mua. Có hai bé thôi. Rồi tiếp theo mình có con này 15k nè. Sale này. Rồi tiếp theo mình có con này rất là 25.000 nè. 25.000 nha mọi người. Hai con mạnh thầu này thì với giá là 15.000 một con thôi. 7 xăng ý. 85.000. Và cuối cùng là hai cái bé đầu thú với giá là 25.000 nhá. Mọi người thấy cái độ trọng tanh này. Trời ơi là super luôn rồi đấy. Con này cũng rất là mềm và trọng tanh nên là tiền nào của đấy nha mọi người. Bây giờ mình bán đá sushi to thôi. Các bạn đã quay trở lại với kênh của mình thì ok, và đây là tiết mục báo giá sushi to nha. Thì do là mình định đợi sushi mình mua của các bạn kia về luôn thì mình báo giá ấy. Nhưng mà bạn đó giao hàng quá là lâu đi, một tuần mấy rồi mình vẫn chưa thể nào nhận được. Nên là mình tiếc, cái lòng kiên nhẫn của mình khá là kém. Nên là mình quyết định là bây giờ mình quay luôn. Nên là hàng chỉ có nhiêu đây thôi, mong là mọi người thông cảm. Khi nào mà nhận được đơn của bạn ấy rồi mình sẽ tiếp tục quay nhá. Ok, và bây giờ mình báo giá thôi. Cái này cũng tệ quá. Ok, đầu tiên là một cái sushi thỏ mola. Chất rất là mềm đấy nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ bóp này. Bóp ra luôn. Đây, trời ơi, cưng xỉu luôn ấy. Nè, có cái đuôi nữa này. Đây, chất em này rất là tốt luôn. Đó. Chất rất là mềm. Chất nó không mềm lắm. Không phải là không mềm, nó rất là mềm nha mọi người. Nhưng mà trời đất ơi, tôi không biết diễn tả sao được cái chất này luôn ấy. Rồi, nói chung là bé này chỉ với giá là 30.000 thôi. Bé này mình thấy cũng ít shop bán ấy. Mọi người đợt này săn được cái, mấy cái bé này là mọi người nên mua về chơi thử nhé. Hàng sushi to thì rất là ít luôn nên là mọi người thông cảm nha. Rồi tiếp là mình có cái bé này. Thôi mình về được một bé thôi. Siêu chậm tăng luôn. Đó. Đây mình hấp cái một đĩa. Đây này với giá là 35.000 nha. Mới chưa. Nó chậm tăng lắm. 35k thôi. Tiền nào của đấy mọi người đừng có xâm siêu giữa shop mình và shop khác nha. Đó, rất là chậm tăng thì tiếp là mình có bánh kem nai. Đây thì cái bánh kem này nó ơi, nó cực kỳ thơm luôn. Đây cũng gọi là sức bật thơm luôn á. Thì chất bé này thì bao miệng luôn. Nhưng mà nhược điểm là bé đã bị lỗi nha mọi người. Khi về thì nó như thế này. Đó, vì sao không bị gì hết. Nó bị ở cái phần này nè. Đó. Trời ơi, rất là tiếc luôn. Bên này nè, đó. Kiểu giao hàng gói lên một cái thùng thì nó bị cứng như thế này nè. Nên là nó móp luôn. Nên là bắt buộc mình phải sale mọi người ạ.
Bữa nay mình nhập giá bao nhiêu mình cũng không nhớ, nhưng mà mình sẽ sale lại còn 35.000 thôi nha. Thật sự luôn, rất là to luôn, 35k là siêu rẻ luôn đấy. Đây mọi người, bé này cũng rất là hiếm nữa, mà nó siêu chậm tăng nữa chứ. Trời má ơi, quá đẹp luôn đi. Đây là về mà có keo thì mình dán lại ha. 35k thôi. Ý cái bé này rất là to mà nó bằng giá của cái bé này luôn ấy. Bé này cũng mới nè, nó hiện lỗi ở đó, nó là mình keo ấy. Rồi tiếp là bánh kem này nó cũng bị như thế luôn. Kiểu mấy cái kem này nó có sừng ấy, nên là nó bị như thế. Chắc lần sau mình sẽ không về mấy cái bánh kem này nữa đâu mọi người à. Về mà bị cứng quá. Bé này trốn mãi chắc khí nữa. Nè, đó, nó như thế này nè. Đây nó chỉ bị thế thôi mọi người à, nó không bị gì nữa hết. Nè, đó là mình cũng sẽ bán là 35.000. Nè, trời mãi chắc khí, đặc cực luôn ý. Bóp đã lắm. Bé này là 35.000 nha mọi người. Đây. Trời ơi, nó thơm lắm. Thơm, siêu thơm luôn ấy. Tiếp theo là mình có cái bé này 35k này, bé này thì mới. Trời ơi, siêu xinh luôn. Chắc mình nhớ là có một lần về rồi, nhưng mà hình như là chắc mình chỉ đây là thứ hai nhận cái bé này thôi. Đó, 35.000 nha. Rất là to luôn. Đây, bé mặt khỉ này. Siêu chậm tăng, rất là 40.000 nha. Trời má đó, cái thơm lắm nha mọi người. Đợt này bé sexy bao thơm luôn. Mình có cái bé tranh hồng này, chất khí và siêu chậm tăng nha, không khí lắm nha mọi người. Trời má ơi, nó chậm tăng lắm, nó rất là 40.000 thôi, to cực luôn ý. Má ơi, dữ lắm, đã luôn. Mọi người về bé này mà chơi mà không đã thì thôi luôn. Chơi bé này mà mọi người thấy cái chất này nó siêu đã luôn. Bạn nào mà chơi cái bé này, ôi trời, xin lỗi mọi người nha. Mình xin lỗi mọi người rất là nhiều luôn. Bạn nào mà chơi bé này nữa là kém sợ lắm ấy. Đùa thôi. Chứ mọi người nên riêng bé này nha. Trời ơi, xung quanh mình không hiểu cái gì luôn ấy. Rồi. Đó, 40.000 nha. Bé này, siêu mềm và chậm tăng mới nha. Chỉ có hai bé bánh kem mà lỗi thôi. 40.000 luôn. Và cuối cùng là cái bé panda to khổng lồ. Mọi người sẽ hết hồn vì cái giá của bé này. Vì bé này chỉ có giá là 65.000. 65.000, trời ơi. Tin được không mọi người à? Nó to lắm. Nó to, cái này hai bàn tay mình ôm mà còn không được này. Đó, đó là cái nhược điểm là nó bị như thế này nha mọi người. Nó bị dính. Mình không biết dính cái gì luôn ý. Rồi mình cũng đã sale rồi ha. Đó, 65k thôi. Mà bé này cũng khá là hiếm đó. Bạn nào mà không riêng là tôi lẽ là chơi đó nha. Bé này tôi sale lắm. To cực lực, bóc em này máu nó xuống. Sướng tay lắm. Rồi, ok. Đấy là video mình nghĩ là kết thúc rồi. Bạn nào thích video này đừng quên để lại mình một like và một subscribe. Và bạn nào muốn mua hàng thì nhìn số mô tả nha. Ok, bye bye.